Hướng dẫn sử dụng của con Bentax này, thì đầu tiên về pin thì mình chỉ cần lấy cái tu vít mặn nhẹ này, nó sẽ tháo ra. Pin nó sử dụng pin tên là CR123A. Bật máy thì kéo cái này lên là bật. Rồi, tắt máy thì kéo lên là tắt. Rồi, lấy nét thì mình giữ nhẹ nữa lúc chụp để lấy nét khi đèn nó đứng yên là đúng nét, khi đèn nó chớp chỗ chữ AF là chưa đúng nét, đứng yên là đúng. Còn chớp là chưa đúng. Cứ đứng yên là đúng, bấm lên là chụp. Rồi, nếu chưa đúng thì nó không cho chụp. Rồi. Đúng nhiên là đúng nét, không phải là chụp. Rồi về các function chỉnh flash thì cái cột đầu tiên nó sẽ liên quan đến các chức năng. Bấm cái lên hình này để đánh flash ngược nắng, tắt flash, chụp ngược nắng không flash, chụp phơi sáng và giữ nút chụp bao nhiêu giây thì nó sẽ thu ánh sáng liên tục cho em, bao nhiêu đó giây đến khi em buông tay ra tắt đi. Rồi phơi sáng có flash thì thường cái chữ là phải sử dụng chữ B, chỉ chụp ban đêm và cầm phải chắc tay. Rồi về cái nút bên đây, nút màu xanh nước biển, bấm cái lên hình này là hiện giờ 10 giây. Sau khi mình thấy hiển thị chức năng này rồi, bấm chụp thì hiện giờ nó sẽ bắt đầu hoạt động. Đây là chụp liên tục, đây là chụp chồng hình, có nghĩa là khi em gắn một cuộn phim vào trong máy, em bấm chụp một tấm xong thì nó sẽ vẫn giữ nguyên tấm hình đó và em có thể chụp thêm tấm nữa đè lên, đó là chồng phim, hiểu vậy. Rồi khi em bấm tiếp cái chức năng INT, bỏ qua giùm anh. Rồi về cái nút mà bù trừ sáng á, thì khi em giữ cái này 5 giây thì bắt đầu nó sẽ hiển thị ra cộng trừ. Mình có thể gạt cái cần này để tăng nè, ví dụ mình đang giảm nè, mình tăng là dấu cộng nè, tăng sáng nè. Đó, ví dụ như mình muốn bù trừ thì mình có thể làm như vậy, thì nó sẽ cho mình chụp những cuộc phim hết hạn. Thì làm sao em biết cộng bao nhiêu? Khi mình muốn cuộc phim hết hạn sử dụng á, thì mình hỏi anh bán á, à bạn cuộc phim này á là ISO 400 đúng không? Nhà nó hết hạn rồi, thì giờ tôi set ISO bao nhiêu? Nếu nó kêu tôi giảm đi một nửa thì mình sẽ cộng một nấc sáng trên đây. Nếu nó kêu tôi giảm đi 1/4 hay giảm đi gấp kiểu gấp đôi nữa thì mình phải giảm đi cộng trên đây là 2. Rồi ví dụ như 400 giảm còn xuống còn 200, kêu set ISO 200 á thì mình sẽ phải cộng một nấc sáng. Còn nếu cuộn phim nó ISO 400 mà nó kêu set ISO là 100 thì mình phải cộng 2 nấc sáng, kiểu vậy. Rồi bấm nút này là macro là nó sẽ zoom xa ra để mình chụp cận vật thể. Rồi muốn xả macro thì zoom vô từ từ lại. Rồi bấm nút này sẽ hiển thị một cái đèn để cho mình dễ nhìn hơn trong môi trường ban đêm. Rồi lắp phim thì em kéo cái này xuống, em mở ra thì nó sẽ mở cái cuộn phim ở chỗ đeo phim của em ra. Em bỏ cái đầu lòi ra hướng lên trên, sau đó thì em kéo cái này qua đây một đoạn như thế này. Rồi kéo qua đây một đoạn. Rồi xong đóng nắp lại. Ngắn thôi nha, đừng quá dài như vậy, ngắn ngắn thôi. Rồi xong đóng nắp thì bắt đầu nó sẽ nhận phim. Nếu nó nhận phim được nó sẽ lên số 1, xong thích gì thì bắt đầu mình có thể chụp, nó sẽ tự động kéo phim. Và một cuộn phim trong máy thì mình cứ để yên trong máy khi mình chưa chụp hết. Khi nào chụp hết rồi hẳn lấy ra. Dưới đít máy thì sẽ có nút để mình chỉnh qua xóa mắt đỏ. Rồi khi nào nó đánh flash thì nó sẽ có xóa mắt đỏ cho em. Rồi máy thì anh bảo hành trong vòng 3 tháng. Có vấn đề về máy thì cứ liên hệ lại anh. Khi sử dụng máy thì vô ý zoom giùm anh nhấp nhấp nhấp. Còn bộ phim outdate đó thì tốt nhất cứ hỏi thằng bán là cuộn này tôi nên cộng bao nhiêu sáng. Gần như nó kêu cộng nữa thì cộng nữa, nó kêu cộng một thì cộng một nấc sáng lên. Ok, chỉ vậy thôi. Chúc em sẽ có những shot hình đẹp với con máy này nha. Rồi giờ giả sử như giờ anh chụp chớ hết luôn coi nó có thu phim về không cho em thử nha. Để anh chỉnh cái chức năng chụp chồng phim thử nè. Giờ hình chồng phim hiển thị ra nè, bấm chụp tấm nè. Xong vẫn giữ nguyên tấm 15 cho em chụp thêm tấm nữa. Đó. Rồi chụp liên tục nè. Em cứ giữ nút chụp để chụp liên tục cho em luôn. Đó. Khi nào hết phim thì nó thu phim về. Đó, cũng 24 mới thể chụp được 25 nè, hoặc 26 nè, 27 nè. Đó, nhưng mà anh không nhớ cuộn này nhiêu tấm nữa. Cuộn này của anh 27 tấm. Đó, chụp đến khi nào mà không kéo phim mình nữa là nó hết. Rồi. Ok. À, cuộn này của anh 36 tấm rồi. Đó, hết phim nè. Đó, nó tua về nè, là hết phim nè. Mình đợi đến khi nó tua hết mới được mở buồn ra nha. Khi đem có phim thì được cỡ mình mở ra. Mở ra sẽ bị cháy phim á. Ok, chúc em sẽ có những shot hình đẹp với con này nha.